Tiểu Vi lột xác với tóc ngắn cá tính, vai trần gợi cảm. Hoa hậu Việt Nam 2018 thay đổi bất ngờ với mái tóc tém cá tính, khoe vai trần gợi cảm trong bộ ảnh mới. Hoa hậu Tiểu Vi vừa công bố bộ ảnh mới trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Nàng hậu khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh thay đổi khác lạ. Không còn hình ảnh hoa hậu tóc dài dịu dàng, người đẹp thể hiện vẻ cá tính với mái tóc thời trang pixie phá cách. Làn da mịn màng cùng phong cách trang điểm cá tính càng tôn lên vẻ lai tê của Hoa hậu Việt Nam 2018. Tiểu Vi diện loạt trang phục ôm sát, hở vai, cắt xén tinh tế của nhà thiết kế Chung Thanh Phong giúp khoe trọn đường cong cơ thể và đôi vai trần gợi cảm, đặc biệt là đôi chân dài quyến rũ. Với sắc vóc nổi bật, khuôn mặt khả ái cùng tính cách hòa đồng, cô chiếm được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Trong suốt nhiệm kỳ, nàng hậu luôn bận rộn với nhiều hoạt động thiện nguyện và các sự kiện lớn nhỏ. Đặc biệt là thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tiểu Vi cùng các đơn vị để trao tặng lương thực, khẩu trang và các trang thiết bị y tế đến cho người dân, cũng như đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến. Mới đây, Tiểu Vi còn đảm nhận nhân vật nữ chính trong MV mới của Eric. Hoa hậu Việt Nam 2018 nhận được rất nhiều lời khen từ ekip lẫn khán giả những ngày vừa qua. Mặc dù lần đầu thử sức với vai trò mới, nhưng cô vẫn để lại dấu ấn bởi vẻ đẹp rạng ngời cùng khả năng nhập vai đầy xuất thần của mình. Công minh ảnh, Hoàng Phúc.